Nói đến Đại Lý thì mọi người sẽ nhớ ngay đến câu nói phong hoa tuyết nguyệt. Phong có nghĩa là gió, thành phố Cao Nguyên luôn lộng lộng gió quanh năm. Hoa là thành phố bốn mùa hoa nở. Tuyết tức là chỉ dãy núi Thương Sơn quanh năm được bao phủ bởi băng tuyết. Và nguyệt là chỉ ánh mặt trăng in bóng xuống hồ Nhĩ Hải trong vắt như gương. Đại Lý lãng mạn là thế. Đây là một thành phố mà bất kỳ một tín đồ du lịch nào đều hướng về. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại đây một lần nữa, trở lại vùng đất mà mình đã đến cho đến giờ là 3 lần, để làm một series phim về vùng đất này, chia sẻ với các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình. Giới thiệu với các bạn, đây chính là ga Quảng Châu Nam, là ga tàu cao tốc lớn nhất của Quảng Châu. Ga Quảng Châu Nam nằm ở quận Phiên Ngung, thành phố Quảng Châu. Đây là ga trung chuyển chính và quan trọng nhất của thành phố Quảng Châu nói riêng và cả khu vực Hoa Nam, khu vực vịnh lớn bao gồm Quảng Đông, Hồng Kông, Macau nói chung. Ga tàu Quảng Châu Nam được khởi công vào năm 2004 và được đưa vào sử dụng vào năm 2010 với 15 vị trí ga tàu và 28 tuyến. Thì đây là ga đông đúc nhất với lượng hành khách lớn nhất của Trung Quốc, có thể tiếp nhận 1.340 chuyến tàu cao tốc vào dịp cao điểm. Với mỗi người Việt Nam hay đi Trung Quốc thì chắc chắn không ai không biết đến ga này, vì đây là một trong hai chuyến tàu cao tốc duy nhất về tới biên giới Việt Nam của mình. Đi tàu cao tốc chặng đường từ Quảng Châu tới Đại Lý có tổng chiều dài là 1.800 km, cũng tương đương với khoảng cách từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Và với tốc độ tàu trung bình là 200-250 km/h thì mình sẽ mất khoảng 8-9 tiếng để tới thành phố Đại Lý. Tàu sẽ đi qua thành phố Nam Ninh, thành phố Bách Sắt, hai thành phố giáp biên với lại Việt Nam mình. Để đến thành phố Đại Lý thì ngoài đi tàu cao tốc thì tất nhiên các bạn còn có thể đi máy bay, nhưng vì giá vé đắt gấp đôi lại nhiều phiền phức mà không an toàn và thoải mái như đi cao tốc, nên mình vẫn chọn tàu cao tốc. Vì đi máy bay thì tính chi ly ra không tiết kiệm thời gian hơn là bao lâu. Với lại một điều tương đối quan trọng là mình đi tàu cao tốc thì còn có thể ngắm nghía cảnh sắp dọc đường đi, quay quay chụp chụp. Nhiều bạn có hỏi mình, nghe nói Trung Quốc chỉ được vài thành phố lớn chứ vùng xa xôi hẻo lánh của họ thì nghèo lắm phải không? Thì thực sự không phải thanh minh cho họ, nhưng có thể nói thực tế thì cũng không hẳn là như vậy. Vì thực ra nông thôn Trung Quốc bây giờ đã thay đổi rất là nhiều. Kinh tế bùng nổ ở thành thị khiến thu nhập của người dân cũng tăng cao, con cái đi làm xa gửi tiền về súng xính, nên bộ mặt làng xã cũng thay da đổi thịt. Các bạn có thể thấy gần như là nhà nhà đều xây dựng kiên cố vững chãi, mà đặc thù lối kiến trúc của họ xây dựng nhà hình vuông 3-4 tầng rất to, rất hoành tráng, rất nhiều cửa sổ, mật độ xây dựng cũng tương đối dày, dân cư sống tập trung đông đúc. Một đất nước rộng lớn như Trung Quốc thì hệ thống cao tốc là nhu cầu tất yếu. Vì dù sao so sánh suất đầu tư thì rõ ràng cao tốc sẽ rẻ hơn nhiều so với máy bay. Có thể nói hệ thống cao tốc của Trung Quốc thực sự bùng nổ cũng chỉ trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây. Đến cuối năm 2023, tổng chiều dài cao tốc của họ đã là 42.000 km, gấp hơn 50 lần so với lại 10 năm trước. Hệ thống giao thông cực tốt đã giúp Trung Quốc kết nối chặt chẽ và hỗ trợ kinh tế đến những vùng xa xôi hẻo lánh nhất, đặc biệt là phát triển về du lịch. Vì thường cảnh sắc đẹp đều ở những vùng xa xôi, đường xá thuận lợi, nhu cầu du lịch tăng, và với thị trường 1,4 tỷ dân đã giúp cho cuộc sống của người dân cải thiện đi rất là nhiều.
Nhân viên tàu cao tốc mà cảm giác như là tiếp viên hàng không, họ đều được tuyển lựa qua nhiều vòng, trải qua rất nhiều khóa học chuyên nghiệp mới bắt đầu công việc. Nhìn đội ngũ nhân viên tàu như thế này, chẳng trách 9-10 tiếng ngồi tàu mà cảm giác như chưa ngồi ấm chỗ đã tới nơi. Phía trước mặt mình chính là dãy núi Thương Sơn, một trong những linh hồn của thành phố Đạ Lý. Hệ thống đường xá, tàu cao tốc, đường sắt về đến tận vùng cao nguyên. Ở đây nhiệt độ rất là lạnh. Mình ở Quảng Châu buổi sáng là nhiệt độ là 32 độ. Nhưng mà khi đến đây rồi thì là lạnh hơn hẳn. Ở đây bây giờ nhiệt độ đang là 16 đến 18 độ. À, nên là mình mặc cổng tay và bây giờ cảm thấy tương đối lạnh. Xin chào, chú ơi, chú lì ở đi thì à? Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đi về phố cổ Đại Lý một cách là rẻ nhất. Bình thường thì khu vực này thì các bạn có thể, tức là khi ra khỏi ga thì các bạn đến đây để đợi xe taxi. Nhưng mà nếu các bạn không muốn đi taxi thì các bạn có thể lên cầu, đi qua cầu vượt để sang bên kia. Thì bên kia có một cái bến xe buýt, thì mình sẽ đi xe buýt số 8 để về trong ấy khu phố cổ. Từ đây về đến khu phố cổ thì còn phải khoảng 14 km nữa. Tức là nếu mà đi taxi thì các bạn sẽ mất khoảng độ gần hơn 50 tệ. Nhưng mà nếu mà đi xe buýt thì khoảng chỉ có khoảng 5 tệ là được rồi. Ở đây có cầu thang máy để lên cái cầu vượt. Thành phố Đại Lý thực sự không lớn, nó tương đối nhỏ, khoảng 685.000 người dân. Được xây dựng quy hoạch men theo bờ hồ Nhĩ Hải và dưới chân triền núi Thương Sơn, là thành phố của sự giao thoa giữa cổ kính và hiện đại. Đây chính là cái bến xe buýt mà mình sẽ xuống để tìm xe buýt số 8. Ờ, chú quan quan chưa chứ mà? Ờ. Ở đâu? Tông Mẫn. Xe chưa? Phong Hoa Sĩ Yên là công giao trạm. Quét cái mã này. Sau đó cái mã này sẽ về sau sẽ sử dụng cho các bạn đi bất kỳ một nơi nào ở trong thành phố Đại Lý. Nhưng mà tất nhiên là trong cái Alipay của các bạn thì phải có tiền. Còn không, nếu mà Alipay mà không có tiền thì sẽ không quét được. Bây giờ thì mình sẽ đi lên cái tuyến số 8. Giờ thì mình sẽ đi xe buýt về nhà nghỉ. Mình chọn một nhà nghỉ ở ngay gần cổ trấn, nên sau khi tắm rửa nghỉ ngơi xong thì mình sẽ qua cổ trấn tản bộ, ngắm nghía và ăn một chút gì đó, vì giờ cũng đã là cuối chiều rồi. Có một điều mình nhận thấy là khách sạn bên này họ rất là nhiệt tình, nhân viên luôn ra tận xe đón khách và khuân đồ giúp khách. Khách sạn càng ở nơi hẻo lánh xa xôi, đường đi khó khăn thì họ càng nhiệt tình. Đây là vườn đường vào cổ trấn từ đằng sau. Cái khách sạn của mình nó nằm ở đằng sau cái cổ trấn này, nên là mình phải đi theo đường cổng vụ. Đại Lý nằm ở vùng cao nguyên nên là hoa quả ở đây rất là phong phú và đa dạng, phổ biến như là đào, mận, lê, lựu, măng cụt, mơ đen, vân vân. Nhưng cũng rất là nhiều loại quả lạ mình không gọi được tên. Mai cửa.
Sau khi về khách sạn để đồ xong thì mình lập tức ra đây luôn. Từ cái khách sạn của mình ra đến đây thì cũng chỉ có hơn 500m, nên là cũng tương đối tiện. Chỉ có điều là bây giờ cái thời điểm này đã tương đối muộn. Bây giờ hiện tại đang là 9:30 rồi, nên là mình cũng chỉ có khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi ở trong cái khu phố cổ này mà thôi. Nói chung thì khu phố cổ Đại Lý thì cũng không thể nào so sánh được với lại phố cổ Lễ Giang, nên là mình sẽ dành cái thời gian của mình tập trung chủ yếu ở phố cổ Lễ Giang. Còn Đại Lý chủ yếu là mình thăm Hồ Nhĩ Hải và núi Thương Sơn. Nhưng mà đến đây rồi thì buổi tối còn thời gian mà mình chưa ăn uống gì, nên là xuống đây đi tìm cái gì đó ăn, cũng ngắm nghía cái khu phố cổ này luôn. Cái gì chi sáng của sao? Chi sáng của. Chứ cái sáng của quán rồi sao? Ê, cái nào quán nữa? Thay đổi tên mà. Mới được tên hả? Được mà. Món rau quả trộn này có vẻ giống với Ấn Độ. Họ trộn rất nhiều loại rau quả với nhau. Ở đây thì mình thấy có xoài, hành tây, cà rốt, dưa chuột, bắp cải, cà chua, vân vân. Cho vào cối giã nát, trộn đều rồi cho thêm mắm, muối, đường, ớt vào. Thành một món thập cẩm tạp phí lù. Nhìn thì cũng hấp dẫn đó, nhưng mà vì chưa ăn gì chống đói nên mình mạn phép không thử, vì sợ ăn xong thì phải dành cả tối ở trong nhà vệ sinh thì còn chơi bời gì nữa. Các bạn để ý, đây là một quán ăn rất đặc biệt. Nấu món ăn trên đá phiến, một món ăn rất là nổi tiếng ở Đại Lý. Rất là náo nhiệt. Ở đây có rất nhiều những cái quán cho thuê đồ, cho thuê đồ của dân tộc. Các bạn xem. Thực ra thì vừa là họ để bán, vừa là để cho thuê. Họ kết hợp luôn. Trải nghiệm bói toán là một trong những nét đẹp văn hóa tại thành cổ Đại Lý. Nó nổi tiếng nên thu hút một lượng lớn khách du lịch tới đây. Những quầy hàng này thường được điều hành bởi một số thầy bói toán có kinh nghiệm và kỹ năng nhiều năm, có thể dự đoán vận mệnh bằng cách quan sát khuôn mặt, dấu tay, vân vân. Tuy không có cơ sở khoa học nhưng vẫn có uy tín nhất định trong lòng du khách, vì vốn dĩ tâm lý cá nhân sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của việc bói toán. Nếu một người tự tin vào việc xem bói thì người đó nhiều khả năng sẽ chấp nhận kết quả bói toán và tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của mình theo chiều hướng tốt đẹp lên. Xăm hình cũng là một trong những nét văn hóa dân gian truyền thống thu hút rất nhiều giới trẻ tới đây. Muốn tìm những nét phá cách, tạo điểm nhấn cho bản thân, kiểu xăm ở đây chủ yếu là hình thức xăm trang trí có thể tẩy xóa với màu sắc đơn giản, hiện đại với hai màu trắng đen. Lão bản, cái gì mà bán? 25 phân à? Bên trong là gì? Bên trong là 25 phân. Cái gì?
Bác Quý Quân và Hồ Chí Minh lịch sử. Trong đó có ốc lợn, rồi nấm kim chi, gia vị hành tỏi, hạt tiêu, rồi cả gừng nữa cho tạp với lù. Đây là ốc lợn hầm. Đây là ốc lợn hầm này. Trông có vẻ lạ lạ nên là mình làm một bát để nếm thử xem. Có vẻ thơm. Mùi rất là ngậy. Mùi ngậy, thơm. Nhưng mà cho nhiều cái gia vị quá nên là nó mất đi cái mùi vị tự nhiên của ốc lợn. Có vẻ thua món ốc lợn Việt Nam. Một quán bán thịt bò yak khô. Thịt bò yak là một trong những món ăn đặc sản của người dân cao nguyên Vân Nam. Nếu bạn có dịp tới đây du lịch thì nên mua về làm quà, vì nó rất có giá, quý hiếm và thực sự rất ngon miệng. Đây là một quán bán khoai tây lát chiên thủ công. Nhìn thì ngon nhưng mà mỡ quá, nó không hợp với khẩu vị của mình. Còn đây là một quán bán đậu phụ thối, món ăn đặc sản của thành phố Trường Sa. Thực ra thì đến Trung Quốc gần như là đến bất kỳ một thành phố nào cũng đều có món ăn này. Nó rất là phổ biến. Chứ không sư khảo hảo lắm mà. Chứ không sư yêu bất chả, chứ không sư châu thầy cả. Châu thầy là châu thầy đi là nó có yêu bất chả. Đằng sau, khoan xem. À, xin khẩu xin chứ hả? Ồ, lì mên yếu mấy hổ xiên nè? Lì mên sư mấy tô hóa xiên, chào phân liên liên chú, nì yêu sử. Ồ, chứ chứ răng sử lào. À, nì yêu sử hả? Chứ, chứ chào sử mơ tung gì? Ba ba. Xì châu. Xì châu ba ba. Xì châu ba ba sư chứ cái tung gì mà? 不是洗手爸爸卖完了洗手爸爸在哦洗手那个东西就洗手爸爸你有吗洗手爸爸卖完了卖完了那这个叫什么啊这个是卤串卤串卤串七块一个七块一个直接回去了洪总哇 Con phố cổ này rộng lắm các bạn này. Này. Có rất là nhiều cái ngã tư như thế này. Mà mỗi ngã tư thì đường nó dài hun hút. Đường sâu hút tầm mắt. Bên này cũng thế. Nhìn con phố này có vẻ thơ mộng, cây cối nhiều, nên là mình sẽ đi được con phố này. Con phố này nó vừa có hàng liễu, lại vừa có một cái con kênh, nên là trông nó rất là thơ mộng. Trời bắt đầu đổ mưa rồi này. Tản mạn trong khu phố cổ này, những khung cảnh lịch sử liên tiếp xuất hiện trong tầm mắt khiến bạn cảm giác như đang du hành về thời cổ đại. Nam Triều Quốc hay còn gọi là Vương quốc Đại Lý là một vương quốc của người Bạch, người Miêu và người Di và một số lượng nhỏ cộng đồng người Thái. Họ đã phát triển rực rỡ ở Tây Nam Trung Quốc và Đông Nam Á suốt các thế kỷ thứ 8 và thứ 9. Lãnh thổ của Vương quốc Đại Lý lúc bấy giờ rất là rộng lớn, bao gồm cả miền Bắc Myanmar và một số khu vực ở Lào và Việt Nam, với diện tích gần gấp 3 diện tích của Vương quốc Đại Lý, khu vực Vân Nam ngày nay. Vương quốc Nam Chiếu bắt đầu tồn tại từ năm 738, thủ lĩnh của bộ lạc Chiếu Mông Xá, tức là Mường Xe, là Mông Bỉ La Các, hợp nhất Nam Chiếu khác để thành lập nên Vương quốc Nam Chiếu và được nhà Đường phong làm Vua Vân Nam.
Năm sau, thành phố Thái Hà, thành phố Đại Lý ngày nay, được thành lập làm thủ đô. Năm 779, vua Nam Chiếu Di Mâu Tầm rời đô đến thành phố Dương Tư Mị, tiền thân của thành cổ Đại Lý ngày nay. Có một tòa nhà đặc biệt mang tính biểu tượng của phố cổ, đó là tòa nhà Ngũ Hoa Lầu, được sử dụng đặc biệt để tiếp khách nước ngoài. Ngày nay thì nó đã thay đổi diện mạo và quy mô nhỏ đi rất nhiều. Đứng trên tháp Hoa Lầu, nhìn ra núi Thương Sơn và thành cổ, không khỏi cảm thán về phong cách đô thị miền Nam Trung Quốc hơn 1.000 năm trước. Thành phố cổ Đại Lý hiện có đã được khôi phục trên cơ sở của thành phố Dương Tư Mị vào đầu thời nhà Minh và mang đậm nét đặc trưng của dân tộc Hán. Thành có hình vuông, có 4 cổng, mỗi cổng được xây dựng kiên cố, phía trên có tháp, phía dưới là vệ thành. Phía Bắc và phía Nam còn có 3 con suối làm ranh giới tự nhiên. Vẫn còn rất nhiều những ngôi nhà cổ còn sót lại ở cổ trấn, lang thang trong những con phố ngóc ngách, bạn vẫn có thể tưởng tượng ra phong cách quy hoạch của thành phố cổ ngày xưa với cảnh tượng những con đường đá cổ, những ngôi nhà ba gian một giếng với mấy chậu hoa xếp xung quanh, hai bên đường là những hàng liễu rủ xuống những con kênh nhỏ róc rách tiếng nước chảy tối ngày. Con đường Hộ Quốc chạy dọc theo hướng Đông Tây trong thành cổ, nay là phố Tây nổi tiếng. Nơi đây có rất nhiều các nhà hàng, quán cà phê, quán trà sữa, các cửa hàng thủ công mỹ nghệ kiểu Trung Quốc và cả phương Tây, các biển hiệu quảng cáo, biển đường phố hầu hết đều viết bằng tiếng nước ngoài.这个是什么？这个是卤扇，这个是碗筷。要吃吗？是甜的还是咸的？咸的，甜的，全是中了，甜的，咸的都可以做。你这边的一样的是吧？一样，我家这个是甜的。这边吧，这个是炸卤扇，这个是碗筷，甜的，咸的都可以做。那么可以炸一下。里面有馅吗？你看，这个是土姜丝，这个是甜的。哦，就这样子吃一个。要吃吗？ 这个好吃啊，以后就可以每天吃。白族的特色，OK。白族的特色，白族的特色。啊，给 món đặc sản của người dân tộc Bạch nơi đây. Rồi, thế làm một miếng. Ba ngồi kia. À，好的。嗯。这个可以做甜的，可以做咸的的啊。啊，做咸的哈。咸的，咸的好吃吗？咸的好吃。咸的好吃是吧？啊。Đây có bán nước mía này. Các bạn, nước mía, nước dừa. Lão bản, can chưa chứ chưa, giờ mai đó. Hả? 20 Rồi, hậu, dê dừa nè. Dê dừa 25. Dê dừa 25 à? Can chưa, y bây giờ đủ đà, nè bây giờ. Thỉnh quý đó, 20. Ngon đấy, có phải ngon? Hơi, hơi, có điểm xiên, xiên. Dấu ấn của các dân tộc Trung Quốc thời kỳ hùng mạnh nhất đó là sự tự tin về văn hóa và tính toàn diện. Xét về lịch sử lâu đời, Đại Lý chắc chắn không thể so sánh được với những vương quốc ở đồng bằng miền Trung. Nhưng thực sự có bao nhiêu thành phố ở đồng bằng miền Trung có thể tồn tại tốt như Đại Lý? Thực sự là không nhiều. Có没有长的？这里，这里，直接这里抢。怎么卖的？这都是220。220。这是谁？
Đấy, bắt đầu mưa to này các bạn. Này, mình cũng phải sắm một cái ô. Hôm nay thì mình dừng ở đây. Chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.